Hawaii có 15 phút để tránh đòn từ Triều Tiên. Quý vị và các bạn thân mến, kênh truyền hình NBC dẫn nguồn tin quân sự Mỹ cho biết, để kịp thời phản ứng trước một cuộc tấn công bất ngờ bằng tên lửa từ Triều Tiên, Mỹ đã quyết định kích hoạt lại hệ thống cảnh báo tên lửa trên đảo Hawaii có từ thời chiến tranh lạnh. Người đứng đầu cơ quan khẩn cấp bang Hawaii, Vern Miyagi, nói với phóng viên rằng sự kiện này liên quan đến mối đe dọa Bắc Triều Tiên tấn công vào Mỹ, mặc dù theo quan điểm của ông, ít có khả năng tình thế sẽ phát triển theo chiều hướng này. Ngoài ra, kênh truyền hình còn phản ánh rằng bản nội quy hành động đã được phổ biến cho cư dân của hòn đảo. Mọi người được khuyến khích phát triển kế hoạch giải cứu, ví dụ cần tìm trước chỗ ẩn náu, dự trữ nguồn nước và thức ăn cho một vài ngày. Hơn nữa, theo đánh giá của các chuyên gia, tên lửa hạt nhân của Bắc Triều Tiên sẽ bay tới Hawaii chỉ trong vòng 20 phút. Trong đó cần khoảng 5 phút sẽ xác định quỹ đạo chuyển động của nó, vì vậy việc cảnh báo và cứu hộ cho gần 1,5 triệu người sẽ chỉ còn mỗi 15 phút. Cùng với việc kích hoạt lại hệ thống cảnh báo, Mỹ cũng âm thầm tăng khả năng phòng thủ mới cho quần đảo này bằng cách thử nghiệm tàu phòng thủ tên lửa MV Pacific Collector được thiết kế chuyên trị tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Đại diện Hải quân Mỹ cho biết tàu MV Pacific Collector sử dụng công nghệ định vị GPS để phát hiện tên lửa và phóng ra một loại đạn đánh tan một đầu đạn đang bay cũng như là vô hiệu hóa nó. Được xếp vào nhóm các hệ thống phòng thủ giai đoạn giữa, tàu MV Pacific Collector vừa thực hiện thành công một số cuộc thử nghiệm và hiện neo đậu tại cảng Aloha Tower ở Hawaii. Theo thông tin được công khai, con tàu dài 200m được trang bị hai quả cầu anten cao 7m nhằm hỗ trợ cho các nhiệm vụ của cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ. Được biết, các phiên bản trước đây của MV Pacific Collector từng được bố trí tại phía tây bắc quần đảo Hawaii để tiến hành thử nghiệm đánh chặn năm 2014. Hệ thống này từng đánh chặn thành công 9 lần với tỷ lệ thành công là 57%. Với tỷ lệ thành công này, Mỹ hoàn toàn có lý do tiếp tục tìm kiếm những giải pháp bổ sung sức mạnh cho lực lượng phòng thủ của mình trước mối đe dọa đến từ Triều Tiên dù đã có THAAD. CNN dẫn nguồn tin từ Hải quân Mỹ cho biết trong thời gian tới đây, lực lượng nước này sẽ tiến hành hai cuộc thử nghiệm lớn về khả năng bắn hạ tên lửa của Triều Tiên. Theo kế hoạch, những cuộc thử nghiệm này sẽ được thực hiện ở Thái Bình Dương. Cuộc thử nghiệm thuộc một phần trong chương trình phòng thủ tên lửa đạn đạo chống lại mối đe dọa từ Triều Tiên và Iran. Nhưng đối phó với tên lửa từ Bình Nhưỡng đang là mục tiêu trước mắt, một vị đại diện của quân đội Mỹ cho biết một trong những hành động sẽ gồm việc bắn thử một tên lửa cải tiến SM từ chiến hạm. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, chương trình này đã được phát triển trong hơn một thập kỷ, nhưng chỉ có một nửa các cuộc thử nghiệm là thành công. Trong báo cáo gần đây của Lầu Năm Góc viết, hệ thống này cho thấy khả năng hạn chế trong việc bảo vệ nước Mỹ trước các mối đe dọa tên lửa tầm trung hay tên lửa đạn đạo xuyên lục địa từ Triều Tiên hay Iran. Trước khi tiếp tục thực hiện các cuộc thử nghiệm tới đây, tên lửa nâng cấp mới chỉ được thử nghiệm không quá 3 lần. Phiên bản mới này sẽ có động cơ đẩy và đầu đạn cải tiến. Sự khác biệt này sẽ khiến tên lửa có thể bắn tới các mục tiêu xa hơn, cách xa bờ biển Triều Tiên và có cơ hội đánh chặn các tên lửa sắp bay đến gần. Mỹ đã hợp tác cùng với Nhật Bản để phát triển chương trình này. Mỹ công bố chương trình nâng cấp máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit. Nếu hệ thống điện tử và thông tin liên lạc trang bị trên máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit thuộc không quân Mỹ không có khả năng kháng lại nhiễu điện từ gây ra bởi các vụ nổ hạt nhân, thì dòng máy bay này sẽ mất đáng kể khả năng chiến đấu. Đây là lý do Lầu Năm Góc quyết định sẽ nâng cấp dòng máy bay ném bom tàng hình trên. Theo tạp chí Mỹ National Interest, không quân Mỹ sẽ nâng cấp cơ bản hệ thống điện tử và kết nối trên các máy bay ném bom B-2 hiện có. Sau khi nâng cấp, chúng sẽ có khả năng sống sót và hoạt động tốt trước các xung điện từ mạnh gây ra bởi các vụ nổ vũ khí hạt nhân ở trên không. Như vậy, máy bay B-2 có thể nhận các lệnh chỉ huy từ Tổng thống Mỹ và Lầu Năm Góc, kể cả trong điều kiện chiến tranh hạt nhân. Cố vấn phụ trách vấn đề mua sắm trang bị của không quân Mỹ, Arnold Bunch cho biết, chúng tôi đang hoàn thiện kỹ thuật và ngăn ngừa các mối nguy cơ có thể xảy ra. Đó là một trong những nhiệm vụ chính của lực lượng cấp chiến lược. Trong gói nâng cấp mới, máy bay B-2 sẽ được trang bị hệ thống trao đổi thông tin, sử dụng sóng tần số VLF. Phương thức này có nhược điểm về tầm phủ, nhưng là hoạt động rất tốt trong điều kiện nhiễu động từ tính mạnh. Hiện tại, các hệ thống liên lạc tần số cao UHF trên máy bay B-2 có thể hoạt động tốt hơn, nhưng trong chiến tranh hạt nhân, hệ thống trên sẽ gần như bị mù. Cùng với hệ thống liên lạc mới, toàn bộ hệ thống điện tử trên khoang của máy bay B-2 cũng được nâng cấp để tăng hiệu quả hoạt động lên gấp 1.000 lần so với hệ thống cũ. Điều này giúp hệ thống ra các lệnh điều khiển nhanh và chính xác hơn trong điều kiện đối kháng điện tử mạnh. Sau khi nâng cấp, máy bay B-2 cũng tương thích với nhiều dòng vũ khí hạt nhân mới. Trong đó có bom hạt nhân thông minh B-61 Mod 11
tên lửa hành trình AGM-158 JASSM. Trong vài năm qua, không quân Mỹ đã có nhiều gói nâng cấp tăng cường khả năng tác chiến của máy bay B-2. Gần đây nhất là vào năm 2014 và 2016, các máy bay ném bom tàng hình B-2 của không quân Mỹ đã được nâng cấp hệ thống quản lý vũ khí hợp nhất thuộc chương trình FSB-1. Hệ thống phần mềm quản lý vũ khí mới giúp đơn giản hóa hoạt động tác chiến của B-2 vốn rất phức tạp do phải quản lý cùng lúc nhiều chủng loại vũ khí thuộc nhiều thế hệ khác nhau. Máy bay B-2 hiện là một phần trong bộ ba hạt nhân chiến lược của Mỹ. Không quân Mỹ dự kiến sẽ tiếp tục sử dụng dòng máy bay chiến lược này tới những năm 2050 kết hợp với dòng máy bay ném bom B-21. Nhện độc Nga mang sát thủ Kalib, chiến hạm nhỏ ra đòn ác hiểm. Nhà máy Zelenodonsk mang tên Gorky, Cộng hòa Tatarstan của Nga, đang đóng hai tàu tên lửa cỡ nhỏ RTO, còn gọi là tàu hộ tống của đề án 22800, với cái tên đáng chú ý là Karakurt, một loại nhện độc mà vết cắn có thể gây tử vong cho người và động vật. Theo báo cáo thường niên do xí nghiệp công bố gần đây, Bộ Quốc phòng Nga đã đặt hàng cho cơ sở đóng tàu Zelenodonsk chế tạo 5 chiếc tàu thuộc đề án này. Như vậy, 3 chiếc Karakurt còn lại cần được hoàn thành trong năm nay. Ngoài số ở nhà máy Tatarstan, còn thêm 7 con tàu loại này đang được xây dựng tại các xí nghiệp đóng tàu tỉnh Leningrad và Crimea. Với đề án 22.800 do Cục Thiết kế Hàng hải Trung ương IMAS St. Petersburg phát triển, quân đội Nga đang gửi gắm những kỳ vọng to lớn. Tổng cộng Hải quân Nga trông đợi nhận 18 con tàu thuộc loại này để thực hiện nhiệm vụ chiến đấu ở khu vực biển gần và không chỉ ở đó. Mấu chốt là ở chỗ tàu tên lửa Karakurt vượt trội hơn những mẫu tàu tiền bối của nó về sức mạnh tấn công, mà ưu điểm chính yếu nhất là về chất lượng đi biển. Nhện độc có thể tiến hành ở mọi trạng thái biển, không hề bị lệ thuộc vào thời tiết và đi tận những nơi khá xa căn cứ. Karakurt Nga có kích thước khá khiêm tốn, lượng choán nước 800 tấn, chiều dài 60m, thân tàu rộng 10m, mấn nước 4m. Con tàu có khả năng phát triển tốc độ 30 hải lý một giờ, khoảng 55 km/h và có thể hoạt động xa căn cứ đến 2.500 cho đến 3.000 hải lý. Karakurt đủ sức bơi tự động khoảng 15 ngày đêm. Có giả thiết là tàu tên lửa Karakurt sẽ được dùng thay thế cho tàu tên lửa pháo của vùng biển gần bờ, Buyan-M. Chiến hạm Buyan đã nổi tiếng toàn thế giới sau khi từ vùng biển Caspian thực hiện cuộc phóng tên lửa hành trình tấn công sấm sét Kalib tiêu diệt các chủ thể của chiến binh IS ở Syria. Chất lượng đi biển của Buyan không cho phép nó hành quân quá xa căn cứ và hạn chế về khoảng cách này được khắc phục với mẫu thiết kế Karakurt. Theo kế hoạch hiện nay, con tàu đầu tiên của đề án 22800 cần được bàn giao cho Hải quân Nga vào tháng 12 năm 2017. Những tàu khác sẽ tham gia biên chế hạm đội Nga trong những năm 2018-2022. Về nhìn độc được vũ trang như thế nào, vũ khí tấn công cơ bản của con tàu sẽ là tên lửa hành trình Kalib có khả năng triệt hạ mục tiêu ở khoảng cách 2.500 km để bảo vệ chống lại áp lực của đối phương, có các tên lửa siêu thanh lừng danh như là B-800 Onyx. Tuy nhiên, điểm nhấn mới nổi bật về vũ khí của Karakurt là tổ hợp tên lửa và pháo phòng không Panzer-M, biến thể của tên lửa pháo mặt đất Panzer-S1 hiện đang trải qua đợt thử nghiệm cấp nhà nước. Hệ thống này được thiết kế để tiêu diệt mục tiêu trên không ở khoảng cách từ vài chục mét cho tới 20 cây số. Trong mô đun chiến đấu tập trung những tên lửa tốc độ cao với dẫn hướng vô tuyến và hai dàn pháo 6 nòng cỡ 30mm. Ngoài ra, kết cấu hình học và việc sử dụng các vật liệu hấp thụ radar cần làm cho Karakurt trở nên hầu như vô hình trước radar của đối phương. Trong khi đó, con tàu Nga được trang bị radar hiện đại và những thiết bị điều hướng tiên tiến nhất. Theo tuyên bố của chuyên gia Dmitry Konev, người sáng lập cổng thông tin quân sự Nga Military Russia, Karakurt và những con tàu tên lửa khác có thể làm việc ở môi trường biển cũng như là sông. Vũ khí tấn công của con tàu tên lửa hành trình Kalib không rơi vào phạm vi quy định của Hiệp ước về thanh lý tên lửa tầm trung và tầm gần, mà vẫn dư sức bắn trúng hầu như toàn bộ các chủ thể trên biển và trên mặt đất ở châu Âu. Bên cạnh đó, tàu loại này có thể xây dựng được tại những xưởng đóng tàu không thuộc hàng lớn nhất, như vậy giúp tiết kiệm ngân quỹ một cách nghiêm túc. Nga trình làng vũ khí diệt tất cả tàu ngầm Mỹ. Quý vị và các bạn thân mến, theo giới thiệu của nhà sản xuất vũ khí Tetmas của Nga, điều khiến cho loại bom Zagan 2E trở nên đặc biệt hơn tất cả các sản phẩm cùng loại, đó chính là khả năng duy trì bay lượn trên mặt nước trong khoảng thời gian vừa đủ để tìm mục tiêu. Bom Zagan 2E được thiết kế để tiêu diệt các tàu ngầm đang nổi hoặc lặn sâu dưới mặt nước. Khi tấn công mục tiêu, thì bom Zagan 2E sẽ bật dù
tiếp cận mặt nước. Sau khi đã lặn xuống mặt nước, nó sẽ hướng về mục tiêu dựa vào tín hiệu sonar và hệ thống kiểm soát chuyển động mục tiêu. Theo thông tin được công khai, bom Dragon 2E có kích thước không lớn khi chỉ dài 150cm, nặng 120kg và có thể dò tìm ra các tàu ngầm của đối phương ở khoảng cách 450m, độ sâu 200m. Quả bom này được thiết kế để trang bị trên các loại máy bay chống ngầm IL-38 và Tu-42M, hai trực thăng Mi-14 và K-38. Nhà sản xuất tuyên bố khi được trang bị, không một loại tàu ngầm nào của Mỹ có thể thoát được đòn tấn công của bom Dragon 2E. Theo nguồn tin này, hiện nay tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia và lớp Ohio của Hải quân Mỹ đều không thể lặn sâu hơn 300m. Như vậy, độ sâu diệt mục tiêu của bom Dragon 2E đạt gấp đôi khả năng lặn của tàu ngầm Mỹ. Không chỉ vũ khí diệt ngầm tối tân của Nga, bản thân lực lượng tàu ngầm hạt nhân của Moscow cũng đang khiến Mỹ và phương Tây lo lắng. Nguồn tin quân sự Nga cho biết, hồi năm 2014, một chiếc tàu ngầm hạt nhân của Nga đã nổi lên cách không quá xa tượng nữ thần tự do và cách khu Manhattan, trái tim tài chính và kinh tế của phương Tây ở New York khoảng 1 km, khiến Lầu Năm Góc nín thở. Toàn bộ hệ thống giám sát của Mỹ hoàn toàn không phản ứng với sự xuất hiện của tàu ngầm của Nga trong vùng lãnh hải của quốc gia này. Đại tướng Martin Dempsey, khi đó là Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Liên minh Mỹ, chỉ biết được tin này qua người dân cấp báo. Đến khi con tàu ngầm lặng lẽ rời đi, thì người Mỹ mới kịp phát hiện báo động ở mức cao nhất. Đối với quân đội Mỹ, đây là một mối đe dọa khủng khiếp. Sự kiện này đã khuấy động tâm trí của quan chức quân sự Mỹ. Các cuộc hội đàm tìm hiểu nguyên nhân tại sao các hệ thống của họ không phát hiện ra sự xuất hiện của tàu ngầm này. Một số chuyên gia quân sự cho rằng đây là một điều không thể chấp nhận được, bởi vì trong trường hợp xảy ra cuộc xung đột quân sự, tàu ngầm cùng với các loại tên lửa của Nga trên tàu có thể bất ngờ xuất hiện trong vùng biên giới của Mỹ và thực hiện cuộc tấn công chớp nhoáng vào các vị trí chiến lược quan trọng. Đây không phải là trường hợp duy nhất. Đã từng có các thông báo về sự xuất hiện đột ngột của tàu ngầm Nga ở Vương quốc Anh và các nước vùng Baltic. Tuy nhiên, sự thật trong một số trường hợp là do phương Tây bịa đặt hoặc họ nhầm lẫn các tàu ngầm của các nước trong khối với tàu ngầm của Nga. Đặc biệt, ở vùng biển Baltic, nơi tập trung các đối tác của phương Tây, sự xuất hiện của tàu ngầm Nga như đã làm cho họ hoang mang, lo lắng và tìm cách đối phó. Ví dụ, thủy điện đã xây dựng trên biên giới của vùng lãnh hải các cột hải đăng vô tuyến dưới nước nhằm dọa các tàu ngầm của Nga. Những phương pháp tạm để bảo vệ biên giới của họ một lần nữa chứng tỏ hiệu quả của hệ thống theo dõi không gian dưới nước của NATO. Bây giờ, phương Tây sẽ có thêm lý do lo lắng. Nga đã phát triển các công nghệ độc đáo, chúng sẽ biến các hệ thống định vị không gian của NATO thành đồ thừa. Các dự án phát triển tàu ngầm mới của Nga được phát triển không chỉ với hệ thống vũ khí khủng, mà còn được trang bị các thiết bị tàng hình trước hệ thống phòng thủ của đối phương. Đặc biệt, bên ngoài các tàu ngầm được phủ lớp vật liệu đặc biệt cho phép phản xạ âm thanh của bộ định vị sóng âm bằng cách làm biến dạng, thay đổi chúng, làm cho tàu ngầm vô hình với radar của đối phương. Trong tương lai gần, các công nghệ thiết bị này sẽ được trang bị cho các tàu ngầm. Hiện nay một số phiên bản đã chuẩn bị bắt đầu thử nghiệm với các module khác nhau. Sự phát triển này sẽ gây hoang mang cho công chúng phương Tây và cả người Mỹ. Các nhà lãnh đạo của họ đang lúng túng trong việc tìm các biện pháp có hiệu quả để phát hiện và chống lại các tàu ngầm của Nga, một sĩ quan cấp cao của Hải quân Nga cho biết. Quý vị và các bạn thân mến, tháng trước Hải quân Nhân dân Việt Nam đã làm lễ thượng cờ tàu tên lửa 382 và 383 thuộc lớp Bonilla 1241.8, đưa số lượng chiến hạm loại này trong biên chế lên tới con số là 8. Trong đó, 2 tàu đầu tiên đóng tại Nga, còn 6 tàu tiếp theo Việt Nam tự đóng trong nước theo giấy phép. Ngoài 8 tàu Bonilla 1241.8, Việt Nam còn vận hành 4 chiếc Bonilla 1241.RE hay còn gọi là Tarantul khác, chúng được chuyển giao trong giai đoạn đầu những năm 2000. So với Bonilla 1241.8 thì Bonilla 1241.RE có lượng dạn nước nhỏ cùng vũ khí đi kèm đơn sơ hơn rất nhiều. Bonilla 1241.RE chỉ có lượng dạn nước 480 tấn, vũ trang bằng 4 quả tên lửa hành trình chống hạm cận âm V-15 Termit, tầm bắn 80 km, thay vì 16 quả KH-35 Uran-E tầm bắn 130 km. Hệ thống điện tử của tàu thiếu radar cảnh giới đường không Positive ME mà chỉ có radar điều khiển hỏa lực Garpun Bon dựng bắn cho tên lửa đối hạm cùng radar MR-123 Vinpen kiểm soát bắn cho các loại pháo. Sau khi hoàn thành dự án Monia 1241.8, phía Nga cho biết đang đàm phán với Việt Nam về việc đóng mới 4 tàu tiếp theo, dự kiến sẽ có cấu hình vũ khí mạnh hơn. Như vậy, nếu mọi việc tiến triển tốt đẹp, thì sau vài năm nữa, Hải quân Việt Nam sẽ sở hữu tổng cộng tới 16 tàu tên lửa tấn công nhanh tia chớp. Khi nắm trong tay 16 chiếc Monia các phiên bản,
Việt Nam sẽ chính thức vượt qua Ấn Độ để trở thành quốc gia có hạm đội tàu tên lửa tấn công nhanh Moniya đông đảo thứ hai thế giới. Hải quân Ấn Độ có trong biên chế tất cả 12 chiếc Moniya do họ tự đóng trong nước. Biến thể Moniya 1241.RE có tên định danh nội địa là Veer, gồm 10 chiếc, 2 chiếc Moniya 1241.8. Còn lại có chút khác biệt với tàu Việt Nam khi sử dụng pháo hạm ô tô Melara cùng với radar trinh sát đường không Positive, chứ không phải là Positive ME. Đứng đầu danh sách dĩ nhiên phải là Hải quân Nga. Lực lượng này nắm trong tay tới 23 chiếc Moniya các phiên bản, trong đó đông đảo nhất là biến thể Moniya dự án 1241.1MR được trang bị 4 tên lửa Musket cùng một tàu Moniya 1241.1M chỉ được tích hợp 4 tên lửa P-15 Termit. Tàu Moniya của Hải quân Nga mạnh hơn rất nhiều phiên bản dành cho xuất khẩu. Ngoài tên lửa chống hạm siêu âm Musket sở hữu tốc độ Mach 3 thì nó còn có cả radar điều khiển hỏa lực Mineral-M lẫn tổ hợp tên lửa pháo phòng không Palma. Chiếc Moniya cuối cùng của Hải quân Nga thuộc dự án 1241.2, cấu hình của nó giống hệt Moniya 1241.8 của Việt Nam, được tạo ra chỉ nhằm mục đích thử nghiệm công nghệ. Những điều đặc biệt về lá chắn sống của Tổng thống Trump. Quý vị và các bạn thân mến, các lực lượng bảo vệ, cận vệ, những lá chắn sống có thể sẵn sàng hy sinh với mục tiêu tối thượng là sự an toàn của Tổng thống Mỹ. Để làm được điều này, các thành viên của đội bảo vệ Tổng thống Mỹ được tuyển chọn hết sức kỹ càng và phải trải qua huấn luyện rất chuyên nghiệp với nhiều khoa mục khác nhau. Nhưng trên hết, họ chính là lá chắn sống, luôn sẵn sàng hy sinh với mục tiêu tối thượng là đảm bảo sự an toàn của Tổng thống Mỹ. Nhân dịp Tổng thống Trump sang thăm Việt Nam, trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc những điều đặc biệt về lực lượng này. Mật vụ liên bang lá chắn sống của Tổng thống Hoa Kỳ. Lịch sử hình thành. Ngày 5 tháng 7 năm 1865, cơ quan mật vụ liên bang được thành lập tại Washington, D.C. với mục đích ban đầu là trấn áp tiền giả. Năm 1901, Quốc hội Hoa Kỳ phê chuẩn công tác bảo vệ Tổng thống sau vụ ám sát Tổng thống William McKinley. Năm 1968, cơ quan mật vụ liên bang được Quốc hội Hoa Kỳ giao nhiệm vụ bảo vệ các ứng cử viên Tổng thống và Phó Tổng thống, cũng như một số nhân vật đặc biệt sau khi ứng cử viên Robert F. Kennedy bị ám sát. Năm 1902, cơ quan mật vụ liên bang chính thức nhận nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống, nhân viên mật vụ bảo vệ toàn thời gian tại Nhà Trắng. Năm 1908, Tổng thống Theodore Roosevelt thuyên chuyển một số nhân viên mật vụ liên bang nằm dưới sự quản lý của Bộ Tư pháp, họ là hạt nhân cho sự hình thành Cục Điều tra Liên bang FBI. Năm 1930, lực lượng cảnh sát bảo vệ Nhà Trắng được đặt dưới quyền điều phối của cơ quan mật vụ liên bang. Năm 2002, Bộ An ninh Nội địa được thành lập, cơ quan mật vụ liên bang được chuyển từ Bộ Tài chính sang Bộ An ninh Nội địa vào năm 2003. Điều kiện cần, thị giác phải đảm bảo tầm nhìn lớn hơn 20/60 tiêu chuẩn Hoa Kỳ, phải vượt qua các kỳ phỏng vấn và kiểm tra tâm lý, độ tuổi từ 21-37, phải có chứng chỉ hoặc 3 năm hoạt động trong lĩnh vực hành pháp, chiều cao cân nặng phải tương thích, thường xuyên được kiểm tra định kỳ, phải vượt qua các kỳ kiểm tra viết. Về huấn luyện, được huấn luyện và thực nghiệm chuyên sâu các tình huống như đánh bom tự sát và các cuộc chiến tấn công bằng vũ khí. Các mật vụ có 29 tuần huấn luyện với các chương trình huấn luyện nghiệp vụ đặc biệt. Đơn vị bảo vệ Tổng thống thành thạo sử dụng các vũ khí cầm tay ở mức cấp cao. Công tác liên tục nhiều giờ liền trong điều kiện sẵn sàng triển khai khi có thông báo đột xuất. Thực thi các nhiệm vụ tuyệt mật, triển khai hoạt động tại nội địa và 23 văn phòng mật vụ tại hải ngoại. Về trang bị, thiết bị liên lạc súng ngắn SIG SOAR B229, súng ngắn FN57, tiểu liên 9mm MPS tùy thuộc nhiệm vụ. Thiết bị liên lạc, bên cạnh việc đảm bảo liên lạc thông tin, thiết bị còn bảo vệ thính giác tới mức âm thanh 175 dB trong cuộc tấn công lựu đạn quang. Đai đeo gắn các thiết bị phụ trợ, băng tiếp đạn súng tiểu liên, thiết bị liên lạc vô tuyến băng tần UHF 900 MHz được mã hóa, áo giáp chống đạn trọng lượng nhẹ, vật liệu chống đạn tốt hơn thép 5 lần, đơn vị chống tấn công, băng đạn súng ngắn, dao găm đa dụng, súng ngắn Glock 17-9mm, cơ số đạn 17 viên, cỡ đạn 9x19mm, tầm sát thương 50m, túi đựng thiết bị chứa súng khi di chuyển, đồng thời chứa các dụng cụ phụ trợ như kính nhìn hồng ngoại, mặt nạ phòng độc, v.v. Đoàn xe hộ tống Tổng thống Mỹ. Cảnh sát mở đường, xe Tổng thống có 2 chiếc xe giống nhau, 1 chiếc chở Tổng thống, chiếc còn lại được coi như chim mồi. Trong hành trình, 2 chiếc xe thường thay đổi vị trí cho nhau. Xe mật vụ PPD, xe tác chiến điện tử, xe chỉ huy hỗ trợ, vận chuyển các nhân sự chủ chốt như cố vấn quân sự và bác sĩ của Tổng thống. Xe mật vụ CAT, xe kiểm soát và tình báo, xe chống tấn công sinh hóa,
trên xe có nhiều thiết bị cảm biến giúp phát hiện các mối đe dọa sinh học, hóa học hay phóng xạ. Xe truyền thông của Nhà Trắng, xe kiểm soát thông tin, xe mật vụ CAT trang bị súng M134D. Tùy thuộc nhiệm vụ mà đoàn xe hộ tống được bố trí thêm phương tiện này, khi đó chiếc xe sẽ đi ngay sau xe của Tổng thống. Súng máy Gatling M134D, 6 nòng xoay, cỡ đạn 7.62x51mm, tốc độ bắn 6.000 phát một phút, tầm sát thương 50-1.500m, mô phỏng công tác an ninh bảo vệ Tổng thống Hoa Kỳ. Đơn vị bảo vệ Tổng thống, đơn vị chống tấn công, Tổng thống. Nhưng như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.